9 nhân viên giao hàng ở Bắc Kinh nhiễm sát COVID-2, Bộ Y tế ra văn bản khẩn. Sáng 16 tháng 8, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân Bắc Ninh và Hà Nội về việc điều tra xử lý trường hợp nhiễm sát COVID-2. Công văn này được đưa ra sau khi Bắc Ninh phát hiện chùm ca bệnh 9 người là nhân viên giao hàng tại tỉnh này, chấm dứt 21 ngày không ghi nhận F0. Theo Bộ Y tế, để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần liên quan đến bệnh nhân. Lãnh đạo Hà Nội và Bắc Ninh trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp trên cho địa phương liên quan để phối hợp truy vết, cách ly y tế kịp thời, đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Các địa phương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ, xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp và hiệu quả. Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội và Bắc Ninh giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định với tất cả các trường hợp tiếp xúc tiếp xúc gần liên quan đến các F0. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện ho sốt, hát hơi, sổ mũi, mệt mỏi hay ớn lạnh, khó thở, ngành y tế cần lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, ngày 14 tháng 8, Bắc Ninh ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 tại huyện Lương Tài. Ca bệnh chỉ điểm là nam nhân viên giao hàng 27 tuổi, ở thôn Đông Hưng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Ngày 6 tháng 8, người này giao nhận tại kho khu vực 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tiếp xúc khoảng 10 nhân viên kho hàng. Ngày 13 tháng 8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho và mệt mỏi. Một ngày sau, anh đến phòng khám sàng lọc COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện Lương Tài, kết quả test nhanh và PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng với tổng số 9 trường hợp dương tính với nCoV đều là nhân viên giao hàng. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Hiện toàn bộ huyện Lương Tài với hơn 100.000 nhân khẩu được thiết lập vùng cách ly y tế, thời hạn cách ly kéo dài 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 8.